Món ngon gia đình xin chào các bạn. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm bim bim khoai tây. Với việc làm tự tay làm bim bim khoai tây thì các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm là mình có thể làm cho con mình những cái miếng bim bim rất là thơm ngon mà lại đảm bảo an toàn. Mình sẽ không phải lo con mình sẽ ăn phải những cái bim bim mà có chứa những cái phẩm màu hay là những cái chất bảo quản độc hại từ những cái gói bim bim mà mình mua ở ngoài quán nữa. Và cách làm bim bim khoai tây này thì cực kỳ là đơn giản, nguyên liệu cũng không có gì phức tạp cả, chỉ cần tốn một chút ít thời gian thôi là các mẹ có thể tự tay làm những miếng bim bim cho các bé nhà mình đấy. Nguyên liệu mình chuẩn bị để làm thì sẽ cần có khoai tây. Các bạn có thể làm từ 2 cho đến 4 hoặc là nhiều hơn, tùy các bạn nhé. Tiếp theo là muối. Muối ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 1 thìa ăn cơm, một ít nước lọc như thế này. Và các bạn có thể chuẩn bị thêm một chút phô mai. Phô mai này thì để sau khi mà chiên bim bim xong thì các bạn có thể lắc vào bim bim cho nó thơm. Hoặc là các bạn không có thì các bạn không cần cho vào cũng được. Các bạn có thể sử dụng muối bột canh hoặc là muối ớt, các bạn lắc vào cũng rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Muối thì các bạn sẽ pha vào trong cái tô nước lọc. Mình pha muối vào đây để sau khi mà gọt khoai tây xong thì các bạn sẽ ngâm luôn khoai tây vào trong cái âu nước muối này, để cho khoai tây của mình nó ra hết cái nhựa và nó không bị thâm cái miếng khoai tây. Sau đó thì mình sẽ gọt vỏ cái củ khoai tây nhé. Các bạn có thể chọn mua những cái củ khoai tây nó to một chút và nó ít mắt, cũng như là nó không có cái màu xanh ở bên ngoài vỏ khoai tây. Đặc biệt là các bạn không nên nhặt phải những cái củ khoai tây mà nó có mầm nhé. Khoai tây mà nó đã có mầm thì rất là độc hại các bạn. Các bạn gọt hết vỏ, sau đó mình sẽ ngâm luôn vào trong cái âu nước muối. Sau khi gọt sạch vỏ khoai tây rồi, bây giờ mình sẽ đi thái lát miếng khoai tây này ra. Và ở đây mình sẽ sử dụng một con dao lượn sóng như này để mình thái lát khoai tây nhìn cho nó đẹp hơn. Nếu các bạn có thì các bạn có thể sử dụng con dao này để các bạn thái, còn không thì các bạn thái bằng dao thường cũng được. Bạn sẽ dùng dao mình thái mỏng ra nhé. Sau khi thái những lát khoai tây mỏng như này xong thì các bạn sẽ ngâm luôn vào trong cái âu nước muối. Các bạn muốn cắt cái miếng khoai tây mà nó có những cái lỗ lỗ đẹp như này thì các bạn dùng con dao lượn sóng này, các bạn sẽ cắt một lát ngang, sau đó các bạn cắt một lát dọc của khoai tây như này thì nó sẽ có được những cái lỗ như thế này. Nhìn cái miếng khoai tây của mình thì nó sẽ đẹp hơn. Sau khi đã thái xong khoai tây thì bây giờ mình sẽ đem cái khoai tây này đi rửa sạch lại với nước nha các bạn, cho nó hết cái phần nhựa trắng ở khoai tây. Sau khi rửa sạch khoai, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nồi nước này. Đợi cho nước nóng lên thì các bạn sẽ cho khoai vào đây và mình sẽ trần qua khoai nhé. Trong khi chờ đợi nước sôi thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một âu nước sạch. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào đấy vài cục đá nhé. Để sau khi trần khoai xong thì các bạn sẽ vớt khoai cho luôn vào trong cái âu nước đá đó. Nước đã bắt đầu lăn tăn sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho khoai vào đây. Sau đó mình sẽ trần qua khoai. Sau khi cho khoai vào và đợi cho nồi nước của mình nó bắt đầu hơi sôi lăn tăn trở lại thì lúc đó mình sẽ vớt khoai ra nhé các bạn. Mình sẽ chỉ trần qua thôi, không trần kỹ quá, khoai nó sẽ bị nhão. Giờ mình sẽ vớt khoai ra luôn cái âu nước lạnh nhé. Sau
Sau khi vớt khoai ra rồi thì các bạn sẽ chờ cho phần khoai của mình nó nguội. Sau đó các bạn sẽ đổ ra một cái rổ nhá. Các bạn đổ ra một cái rổ, mình chờ cho cái phần khoai này nó ráo hết nước đi. Sau đó thì mình sẽ đem khoai đi chiên. Khoai để ráo rồi, bây giờ mình sẽ đi chiên nha các bạn. Cho dầu vào chảo, sau đó cho dầu, chờ cho dầu nóng mình sẽ cho khoai vào. Các bạn hạ nhỏ lửa xuống, sau đó thì mình sẽ chiên cho tới khi khoai của mình vàng giòn là được nhé. Những miếng khoai nào mà nó đã vàng giòn thì các bạn sẽ gắp ra một cái giá, mình rót lót cái giấy thấm dầu nhé. Lót giấy thấm dầu cho nó thấm bớt cái dầu này đi. Mình ăn thì nó sẽ đỡ ngán, đỡ bị dầu hơn. Những miếng khoai của mình vàng giòn rất là ngon các bạn. Các bạn thấy này, những miếng bim khoai tây của mình rất là vàng, vàng rất là giòn các bạn ạ. Mình ăn là giòn tan luôn. Bây giờ các bạn có thể cho vào trong một cái ô như này. Sau đó các bạn cho bột phô mai hoặc là muối hoặc là đường vào đây thì mình sẽ lắc đều lên nhé. Sau đó mình sẽ lắc thật đều lên. Các bạn lắc cho cái phần phô mai nó thấm đều vào miếng khoai tây của mình. Và như vậy là mình đã có được những miếng bim bim khoai tây cực kỳ là thơm ngon rồi đấy các bạn ạ. Chắc chắn là bé nào cũng sẽ thích ăn cái bim bim này đấy. Vậy là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho các bé yêu nhà mình ăn bim bim rồi phải không nào? Các bạn thấy không? Cực kỳ đơn giản, không hề khó mà lại rất là thơm ngon. Các bạn hãy vào bếp thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.